can. Okay, there are many correct answers. Very good, very good. Look at the screen and check. Pop music. Vietnamese meaning? Could you give me Vietnamese meaning of pop music? Okay, very good. Nhạc pop. Pop music is modern music that is popular with young people. Okay. The next one, rock. Nhạc rock đúng không nào? Okay. Who can give me? Tín, 10 trên 6. Dân ca, no, sorry. Very good, Hồng Ân. It is a style of music with a strong and loud beat. The next one, classical. Classical music is serious and traditional Western European music. Okay. Very good. How about folk music? Who can give me the description of folk music? Come on, come on. Very good. Hồng Ân, very good. It is traditional music of a country. And the last one, judge. Judge, give me the answer. Come on, come on. Okay, good one. Jazz is a combination of African and Western music. Okay, well done. Well done, the whole class. We come to the next activities. Your lesson today is Unit 12, music. Reading. Okay, today we learn about the subject music. So, to relax, I would like you to play a mini game. Do you want to play a game? The whole class? Yes, yes. Many people say yes. Okay, let's play a game about music. Okay, hold on. Okay, are you ready? Let's begin. Now, try to listen to this song, okay? And try to guess what kind of music have you just heard. Number one. Again, number one. Very good. Right. Như, right. Very good, Huy. Ready? Charge.
Okay, the next one, number two. Music. And the next one, number three. And row. Very good. Okay, number four. Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ. You know this song, right? Okay, no need the answer. They did a Bob music, right? So well done, class. All of you are very good today. Okay, we come to the next one. So you see, today we learn about reading, about the music. So before you read a long message, I would like to teach you some new vocabulary. Trong phần này, cô yêu cầu các em là có đầy đủ sách, vở và ghi chép nhanh tay. Trước khi đọc thì cô sẽ dạy cho các em một số từ mới. Phần này để cho dễ thì cô sẽ cho các em phản ứng với một vài hoạt động cô đưa lên màn hình. Tuy nhiên các em đừng quá lo lắng về việc chép bài. Sau tất cả các hoạt động thì cô sẽ để cỡ khoảng 2-3 phút để cho các em chép lại các phần từ vựng. Vì phần này các em sẽ phải về nhà học lại. Chào em. Các em đợi cô chút nha. Không phải là chị dùng chiếc cái này thì chị đang dạy phần 2 đó. Chị đang dạy phần này. Sao nó lại không lấy này? Okay, let's begin. Look at the picture. So in the picture, we see two people are talking, right? They are communicating. I mean, communicate. Who can give me Vietnamese meaning? Communicate. Very good. Thuy Trang, very good. Khánh Linh, very good. This mean? Giao tiếp, okay. Next one. Okay, look at the picture. Lots of emotion for you guys. Very good. Nhi, Tín, Nguyệt, very good. It's mean cảm xúc, tình cảm, emotion. Next word, integral part. Now, listen to me. I will explain the word
integral part. Integral part is mean very necessary part. Nghĩa very good is mean phần thiết yếu. Okay, excellent. For example, music is very much an integral part of our life. Okay, we come to the next one. Look at the picture. Could you guess the word we learned today? Could you guess? All right, very good. Joyfulness. Get it now. Joyfulness is mean happiness. Give me Vietnamese meaning. Okay, okay, Hoàng, vui vẻ, hạnh phúc. Very good. You're very good, right? What is it? Could you guess? What's that? Đám tang. Very good. Kindling. It is funeral. In a funeral, the atmosphere is very mournful. I repeat. In a funeral, the atmosphere is very mournful. Could you guess the meaning of the word mournful? Okay, very good. Tang thương. And very solemn. Give me Vietnamese meaning, could you guess? Trang nghiêm, very good, very good. Nhi, very good. Okay, we come to the last word. Look at the picture. Renate, mother loves baby to sleep at night. Could you guess? Oh, very easy, right? It means ru ngủ. Okay. Very good. Diệu Nhi. I, Bích Thảo. All of you are very good. Next one, delight. Do you remember the word delight? Yes, it's not the new word, it's just the old word. Remember? Delight, it means make somebody happy or satisfy. Vietnamese meaning? Làm cho vui, làm cho dễ chịu. Very good, Bích Thảo. Okay. Ánh Nguyệt, very good. So you learn well the vocabulary, right? These are the new words today. Now, take note quickly. Các em sẽ chép nhanh phần từ vựng này vào vở nha. Cô sẽ đợi các em chép bài trong vòng 2 phút. Chị Cương coi giúp cô Sa là hôm nay mấy bạn học mà. Okay. Finish. Okay. So to check again the new words, I would like you to apply this word in this exercise. Bây giờ để áp dụng những cái từ mới các em vừa học xong, cô sẽ cho là các em làm một bài tập nhỏ sau đây. Ok. Trong phần bài tập này, cô muốn các em lật sách giáo khoa trang 125. Các em lật sách giáo khoa trang 125 ra đi nào. Task number one. Ok.
Task number one. Choose the best answer to complete the following sentences. Are you ready? Yes or no? The whole class, yes or no? Ready? Yes, okay. Now, number one. If you know English, you can with people from the English speaking world easily. Here's the answer. Đây là bài tập về word form. Như vậy, đầu tiên cô muốn các em xác định từ loại cần thiết trong ô trống này. Hãy cho cô biết là từ loại cần trong ô trống này là gì nào? Bích Thảo. Không phải đáp án, cô muốn từ loại. Very good. Động từ nguyên mẫu. Theo sau modal verb là một động từ nguyên mẫu. Và dĩ nhiên đáp án của mình chọn sẽ là correct answer is B, communicate. Very good. Sao hôm nay mấy đứa học tốt ghê đi hè? Thầy Cương. Okay, the next one, number two. Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to her to sleep. A, looks. B, love. C, conveyed. D, sins. Oh, very easy. Very quickly. Okay. All of you are very good. B, you have correct answer. Love. Number three. Nam success at school. His parents. Bài tập câu số 3 của bài tập này không còn là bài tập word form nữa. Đây là một bài tập về word choice. Các em chọn từ sao cho hợp nghĩa. Và những từ cô cho đáp án ABCD này đều là những từ có trong bài cả. Rất quen thuộc. Oh, oh my god. All are correct. Very good. Very good. Okay. The answer is C, delights. Sự thành công của Nam ở trường làm vui lòng bố mẹ. Okay. Number four. He's in of the team. We can do without him. Give me the answer. Come on, come on, come on. Number four, come on. D, 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 D. On D, very good. Very good. Integral part. Anh ta là một thành phần cực kỳ quan trọng trong đội. Okay. Number five. Like class of man, he fought it hard to spread his. Come on, come on, number five. Hello, number five. Yes. D. Thảo D. Tính D. Ngân D. Ok. Nghĩa on so D. Very good emotion. Bao như bao người đàn ông khác, anh ta thấy khó để diễn đạt tình cảm của mình. Ok. And the last one, number six. With the look on his face, he told us about his uncle dad. The answer is, come on, the answer is more for D, D, okay. Okay, very good. I want some more. Come on. Những bạn khác đi nào. Okay, good one. More for. Em nào hỏi gì phần này không? Okay, very good. Now, let's begin with reading. Okay. Now the whole class, I would like you to spend at least 3 minutes to read the whole passage about the music. Okay. Cô muốn các em bỏ ra ít nhất 3 phút để đọc
đoạn văn này. Ok. Sao Huyền Nhi? Phần từ vựng vừa rồi như thế nào Nhi hè? À rồi, cô hiểu, chúc cô quay lại. Ok. Let's read. Unit 12. Music. Reading. There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate, especially their emotions. Like reading, writing, and speaking, music can express ideas, thoughts, and feelings. It can express one's anger, love, hate, or friendship. It can also convey one's hopes and dreams. Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions, and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes up students in the morning. Above all, music entertains. It makes people happy and excited. It delights the senses. In fact, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult to imagine what our lives will be like without music. Okay. So, we do the task number two. Scan the basket again very quickly and decide whether the statements are true or false. Trong phần này cũng muốn các em hãy liếc nhanh lại đoạn đọc rất nhanh và coi thử những thông tin chi tiết sau đây là đúng hay sai. Okay, there are five sentences. You have 2 minutes. Để cho dễ thì các em sẽ đưa đáp án lên cho cô. 5 câu luôn. Những câu với thông tin đúng, true. Các em chỉ cần chỉ ra cho cô rằng câu đó nằm trong đoạn thứ mấy. Và nếu thông tin đó sai, false, em chỉ cần chỉ ra cái từ sai trong câu đó là được. Okay, finish. Lê Đặng Huyền, give me the answer. Could you? Could you? Come on, come on, quickly. Number one. Let's begin with number one. Music is clearly different from language. Choose a phone. Come on, choose a phone. Give me the answer, come on. Hello, everybody. Are you there? Bích Thảo. Give me the answer. True or false? T or F? Come on.
Okay, very good, Khánh Linh. It is true. Ta sẽ nhìn vô đoạn 1, nguyên văn của đoạn 1, dòng 2, đúng không nào? Number 2, music cannot express ideas, thoughts and feelings. Number 2, come on. It is, come on, Minh Ngọc. Ủa thầy ơi, sao mấy bạn báo là không thấy màn hình? Ok, có sự cố. Rồi các em không thấy màn hình, các em báo liền cho em nghe. Bây giờ các em thấy chưa? Mọi người đã thấy chưa rồi? Rồi, ok. Good. Number 2. Give me the answer. Thorns, very good. Ngọc, very good. Ok. Music cannot express idea. So we see cannot. Các em nhìn vô đoạn 1, dòng thứ 4. Như vậy cô Sa cố tình thêm tiếng not vào đây đúng không nào? Ok. This forms. Number 3, music is played during almost all important events and on special occasion. Oh my god, very quickly, right? It is true. Và câu 3 này nằm trong đoạn 2, dòng đầu tiên luôn, nguyên văn. Number 4, music wakes up baby at night and a student in the morning. Number 4, Fonts, all are correct. Very good. Các em chỉ ra cho cô câu này sai chỗ nào nè, sai từ nào. Các em đánh lên màn hình cho cô coi nào. Hello. Very good, waste cup. Cô cố tình đổi từ động từ love thành động từ wake up. Alright. Very good, Khánh Linh. And the last one, number 5. Music makes people happy and excited. Very easy. No need to check. We see the sentence is true. Okay? Okay, everybody? Understand on? Yes. Okay. We come to the next one. Next activities is task number 3, comprehensive questions. Ta sẽ chuyển sang bài tập 3, bài tập cuối cùng. Okay. Now the whole class, I would like you to spend at least 3 minutes again to read on the basic. Pick out the detail in the reading test and then answer the questions. Understand? Bây giờ với bài tập đọc hiểu kỹ này, các em sẽ bóc ra những thông tin chi tiết cụ thể để trả lời những câu hỏi sau đây. Trên màn hình của các em là có 6 câu hỏi. Để dễ dàng trả lời được những câu hỏi này, thì cô muốn các em gạch chân vào từ để hỏi và thông tin ta cần trả lời cho câu hỏi đó. Bài tập 3 này tương đương với lại bài tập 2 trong sách giáo khoa của các em trang 126. Now, underline the keyword for each question. Number 1, what? Two things. Phần này các em để ý cô giảng và sau đó các em feedback phần câu trả lời giúp cô nha. Number 2, why? Means of communication. Number 3, how? Festival. Number 4, how? Babies. Number 5, not. Như vậy em thấy trong câu 5, từ not cô đã in đậm ghi hoa, đúng không nào? Number 6, it. Okay.
Let's begin. One by one, right? Okay, because we don't have much time, so we don't play any game. Lucky number, okay, now over. We go one by one, right? Number one. What are two things that makes human different from other animals? Các em sẽ gạch chân cái thông tin trả lời câu này trong sách. Sau đó các em sẽ đối chiếu với bốn đáp án cô đưa ra và trả lời rất nhanh A, B, C hay là D. Phần này cô giải thích bằng tiếng Việt đó. Mọi người hiểu không nào? Tráng, thâu tráng, 10 trên 5. Ok, understand? Yes, yes, ok, very good. Here the answer and the answer is D, very good. Okay, all of you have the answer D, language and music. It is evident. Và bây giờ đây là bằng chứng cho câu trả lời D của các em. Okay. Câu trả lời này nằm trong đoạn 1, dòng 1, dòng 2. Okay, there are number 1, like 1, 2. There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Very good. The next one, number two. What is music a powerful means of communication? Give me the answer. A, B, C, or D? Oh, very quickly. All of you have correct answer. A, very good. Okay. The correct answer is the evidence. Look at the evidence. Like reading and speaking, music can express ideas, thoughts, and feeling. Okay, clear? Yes, we come to the next one, number three. How can music set a tone for the festival? A, mournful, B, joyful, C, solemn, and D, office. Come on. Oh my God. All right, good one, Thảo Nguyên, B. One more. Okay, very good. The correct answer is B, joyfulness. Let's check. The evidence is paragraph number two, line three. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival. Okay. Is it clear enough for you? Như vậy sau mỗi đáp án, cô Sa đều đưa ra bằng chứng của đáp án đó dưới dòng dưới màu xanh. Các em thấy rõ chưa nào? Okay. We come to the next one, number four. Okay. According to the vaccines, how can music do for the baby? A, B, C, or D? Okay. Oh my God, my students are very good. Sao hôm nay học trò học giỏi ghê đi cô Mi hè. Okay, the correct answer is B. B? Sorry. Đùa với cô Mi. The correct answer is A. Okay. Not B, meaning check again. Not E, là nhí, check again. Okay. Các em kiểm tra lại nè. Đáp án đúng của câu 4 này là đáp án A. Okay, evidence. The evidence is paragraph number 2, line 3. Bằng chứng này nằm trong đoạn 2, dòng 3. Okay. Clear enough? Okay.
Feijang, it's okay? Feijang, okay? Yes. We come to the next one, number five. Be careful with the questions. Which of the following a statement is not mentioned in the back seat? Not mentioned. Okay. Let's check again. Pick out the detail and check again. Okay, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six answer are D, D, also D, D, D. Okay, very good. The correct answer is D, very good. It's not mentioned in the back seat. The whole class are very good. And the last question for the last activities today, number six. The word it in the back seat refers to, để từ it trong đoạn văn này, từ đầu đoạn cho đến cuối đoạn, nó ám chỉ cho cái gì nè? Come on, come on. See, see, see. Others, see. Okay, very good. Order C, it is the correct answer. Mình tính làm gì mà cho cả 10 đáp án C vậy? Okay, you learn well today, right? Hôm nay các em đã học rất tốt. Phần bài tập về nhà của Sa đưa ra ở đây là chúng ta sẽ học lại phần từ vựng. Và các em sẽ làm lại phần task 1, task 2 trong 125, 126. Hai cái task này dưới dạng tự luận. Còn bài tập lúc nãy Usa cho các em phản ứng là bài tập dưới dạng trắc nghiệm. Các em làm lại cho nhớ. Goodbye. Goodbye class. Goodbye. Nobody say goodbye to me. Goodbye, goodbye. Okay. Stop sharing. Đúng rồi. Sao thiết kế em?